quý làm thế nào để vượt qua sự sân hận và giữ được tâm từ bi khi bị người khác sỉ nhục xúc phạm mắng chửi? quý vị hỏi như vậy đó thì nó cũng giống như là một cái người lính hỏi là bây giờ ra trận thì làm sao để mà có thể bắn trúng kẻ địch được? Tức là gặp cái địch đó, thì có thể chế phục được họ, có thể chiến thắng được kẻ thù. Thì trong quân đội họ chỉ có một câu là gì? Thao trường đổ mồ hôi, thì chiến trường bớt đổ máu. Chứ còn một anh tân binh ấy, không vừa mới nhập ngũ, chưa có thao trường, chưa có rèn luyện bắn cái gì hết trơn. Thì... À mà dắt ra chiến trường thì chết nhiều hơn là sống và gặp kẻ thù á, thì chân nó nhũn ra ha thấy đồng bạn mà bị bắn chết ngay bên cạnh lúc đó là coi như là tiêu tiểu không tự kiềm chế thế kẻ thù nó chỉ xuống vào đầu mình rồi là không biết làm cái gì nữa hết nhưng mà một người lính được huấn luyện thì họ sẽ biết phải làm cái gì ha ra chiến trường họ phải biết làm cái gì cũng vậy đó quý vị muốn mà vượt qua được cái sự sân hận rồi khi mà người ta mắng mình người ta chửi mình người ta sỉ nhục mình thậm chí là người ta đánh mình mà mình có thể nhẫn nhịn được mình vẫn có thể vượt qua được cái sự sân hận mình vẫn có thể rải tâm từ được cho người ta thì bắt buộc là gì thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu ngày thường mình tập mình rèn luyện mình làm thường xuyên mình làm thuần thục thì tới hồi mình gặp chuyện á tự nhiên quý vị làm được nó tự nhiên quý vị làm được tự nhiên là tự nhiên như thế nào ngày thường hứng? rèn luyện cái tâm từ rèn luyện cái tâm bớt nóng giận từ bi thắng sân hận đấy hiền thiện thắng hung tàn bố thí thắng sang tham à, gì nữa tham Đấy. thì đó. từ bi đó thì sẽ thắng cái lòng sân hận cho nên ngày bình thường quý vị phải tập rẽ tâm từ tập thôi phải tập tập thường xuyên Đấy. À, chân thật câu cuối cùng của câu pháp cú là chân thật thắng hư ngụy à, quay trở lại vấn đề để quý vị có thể trong cái trường hợp đó quý vị vẫn đã tâm từ được thì ngày thường quý vị phải thực hành thường xuyên xin hỏi quý vị thẳng nha trả lời thiệt lòng đương nhiên trả lời trong bụng thôi không có cần phải chát lên trên cái khung chát đâu một ngày quý vị thực hành tâm từ được bao lâu được một tiếng đồng hồ không hay được hai tiếng hay được bốn tiếng hay được tám tiếng Quý vị nghĩ một cái người lính thì một ngày cái người lính rèn luyện ở thao trường họ rèn luyện bao lâu? Mà mình ấy, mình thực hành tâm từ một ngày mình thực hành bao lâu? Thì với cái kiểu thực hành mà nó dở dở ương ương, nó nó cả tỉnh cả tảng như mình ấy thì mình xài được không? Tự hỏi lấy mình ha cứ nói một ngày một người mà thực hành tâm từ một tiếng đồng hồ cái bộ hơi nhiều quá chứ còn bình thường người ta giỏi lắm là trong tuần lễ đầu tiên 7 ngày đầu còn chịu khó thực hành xuyên thôi qua ba bảy hai bữa là dẹp qua một bên luôn lúc đó không có tâm từ như vậy trơn rồi đụng chuyện lại hỏi sư là sư ơi tại sao người ta mắng người ta chửi con tâm sân con thì thấy được có sân đấy à, nhưng mà con xài không được tâm từ do mình do mình ừ. cơm thì ăn thường xuyên Nước thì uống thường xuyên mà tâm từ không rèn luyện thường xuyên tới họ đụng chuyện hỏi làm sao xài không được thì đó là do mình chứ không phải do sư nha.